tháng năm, mùa của sự yêu thương, mùa của trăm hoa đua nở và mùa của những loài ong đang ra sức tìm mật để kiến tạo cho đời. Công Tiến xin được kính chào quý các anh chị yêu thích nghệ thuật trên toàn quốc. Kính thưa quý các anh chị, hôm nay Công Tiến xin được ghi lại một số những tác phẩm siêu tinh tế, siêu nghệ thuật, siêu đẹp của Công Tiến đã nghĩ được từ lý thuyết đến thực hành và cho ra những tác phẩm nghệ thuật tinh tế của nửa đầu những năm 2021 năm Tân Sửu. Và video ngắn này xin ghi lại toàn bộ những thông điệp về những tác phẩm nghệ thuật với các chất liệu đá khác nhau cũng như với những kích thước khác nhau để sắp tới đây trong tương lai quý các anh chị đủ duyên đến với Công Tiến thì video ngắn này sẽ ít nhiều gửi gắm tới quý các anh chị cảm nhận về trình độ tay nghề cũng như là tư duy từ lý thuyết đến thực hành mà Công Tiến đã nghĩ được, kiến tạo được cho bản thân, cho quê hương và cho đất nước cũng như cho quý các anh chị trong tương lai. Kính thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật thú chơi tiểu cảnh sân vườn, bonsai, hòn non bộ, hồ cá koi là một thú chơi thực sự tao nhã, dành cho những không gian có những diện tích đủ và vừa. Việc có một tiểu cảnh, một hồ koi, đặc biệt là một hòn non bộ sẽ là một cảm xúc thực sự rất sinh khí cho chủ nhân sở hữu. Với tiêu chí đó, Công Tiến luôn không ngừng nghiên cứu, sưu tầm, chế tác và cho ra những tác phẩm nghệ thuật với các chất liệu đá khác nhau để phục vụ quý các anh chị yêu thích nghệ thuật trên toàn đất nước. Vâng, kính thưa quý vị, tác phẩm đầu tiên mà Công Tiến muốn giới thiệu tới quý các anh chị là một siêu phẩm bằng chất liệu đá hộp, đá khối tự nhiên. Vâng, tác phẩm này được gọi là hòn non bộ Tam Sơn với chất liệu là đá hộp xanh tự nhiên. Vâng, một trong những tác phẩm đầu tiên trên xưởng mà Công Tiến muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, tác phẩm này sở hữu một chiều cao lên tới 6,5m, trọng lượng tương đương với khoảng 50 tấn. Chất liệu đá hộp đen là một trong những chất liệu do thiên nhiên ban tặng cho con người và đá được quy về hành thủy. Những gia chủ nào có mệnh mộc, ví dụ như sinh năm 1958, 1959, 1972, 1973, 1988, 1989 thì chất liệu đá này sẽ thuộc về ngũ hành tương sinh với những tuổi Công Tiến vừa nêu, tức là thủy sinh mộc. Xét về phong thủy ứng dụng thì đây là một trong những chất liệu đá được rất rất nhiều quý các anh chị trên toàn quốc đã lựa chọn và Công Tiến đã cho ra rất nhiều các tác phẩm lớn nhỏ khác nhau. Và đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật nối tiếp những tác phẩm nghệ thuật mà Công Tiến đã làm được đến giờ phút này, thì có thể khẳng định với quý các anh chị đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất trên xưởng cho tới tháng 5 dương 2021 Tân Sửu. Và đang mong chờ quý các anh chị nào đủ duyên sở hữu cho Công Tiến tác phẩm này. Vâng, đây là một trong những mô hình rất đặc sắc, đã đạt được tới 80% rồi. Và khi được thi công tới khuôn viên của sân vườn quý các anh chị thì toàn bộ số đá này sẽ được gỡ ra và thi công lắp ghép lại như thế này. Đến lúc đó sản phẩm của chúng ta sẽ đẹp hơn thực tế rất nhiều mà quý các anh chị đã xem trên video. Với tác phẩm nghệ thuật này thì khuôn viên của quý các anh chị sẽ phải có diện tích trên dưới 100m² thì mới có thể tương thích được tác phẩm siêu đồ sộ này. Thưa quý vị, đây là tổ hợp thổ công ở giữa và những khối đá hoàn toàn tự nhiên nguyên thủy được Công Tiến hình dung hóa và hợp nhất lên tạo thành một tổ hợp vô cùng là ly kỳ, hấp dẫn, thiên tạo. Phía bên đây là khối thanh long.
Các anh chị có thể cảm thấy được sự tự nhiên hóa từ những khối đá, thân đá, bệ đá tạo cho chúng ta một cái gì đó rất dí dỏm, cuốn hút ly kỳ. Vâng, khối phía bên đây là Bạch Hổ. Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, bố cục của Tam Sơn, biểu tượng cho tam tài, phúc, lộc và thọ. Sự tỷ lệ hài hòa cân đối giữa thân và bệ, cũng như hệ thống cây điều phối, các anh chị có thể cảm nhận được thấy sự ly kỳ trong tư duy thiết kế, từ lý thuyết đến thực hành để cho ra một tác phẩm như thế này. Át hẳn sẽ làm hài lòng quý các anh chị trên toàn quốc. Vâng, tiếp theo phía bên đây, Công Tiến muốn ghi lại và giới thiệu tới quý các anh chị một siêu sản phẩm nữa. Đó chính là chất liệu đá tuyết sơn, hay còn gọi là đá ngọc tuyết. Vâng, đá tuyết sơn thì sở hữu một tông màu trắng, được quy về hành kim. Những gia chủ nào có mệnh thủy, ví dụ như sinh năm 1966, 1967, 1974, 1975, 1982, 1983, thì chất liệu đá này sẽ thuộc về ngũ hành là kim. Kim sẽ sinh cho thủy, sẽ phù hợp với phong thủy ứng dụng của những tuổi mà Công Tiến vừa nêu. Kính thưa quý vị, tất cả những tác phẩm của Công Tiến mà quý các anh chị đang xem trên màn hình, khẳng định với quý các anh chị rằng đều là những tác phẩm thực sự trau chuốt, ly kỳ, kỹ lưỡng. Việc sở hữu có được những sản phẩm như thế này, quá trình tìm kiếm nguyên liệu tạo phôi, cũng như là hình dung hợp nhất lên để cho ra một bố cục hoặc nón bộ bắt mắt, không phải là một điều đơn giản. Nhưng đối với Công Tiến, đến giờ phút này, sau 18 năm làm nghề, thì mọi thứ không có gì là khó khăn. Không quan trọng quý các anh chị ở đâu, xa hay gần, làm lớn hay nhỏ, đến với nghệ thuật chế tác và thi công tiểu cảnh sân vườn hồ cá koi, đặc biệt là hòn non bộ của Công Tiến, chắc chắn quý các anh chị sẽ cảm nhận thấy được sự am hiểu một cách chuyên sâu về phong thủy ứng dụng, tùy theo tuổi mệnh, không gian diện tích, cũng như là mức đầu tư của quý vị đến với nghệ thuật của Công Tiến, chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy một sự hài lòng. Công Tiến mong rằng trong năm 2021, trong tương lai sắp tới đây, Công Tiến đã làm được cho quê hương, cho đất nước, và trong tương lai cũng sẽ mong được gặp gỡ nhiều tới quý các anh chị yêu thích nghệ thuật nhiều hơn, để kiến tạo cho quê hương, cho đất nước, cho quý các anh chị có được những điều mong muốn. Vâng, tiếp theo phía bên trong này là một tác phẩm hòn non bộ mini, cũng với chất liệu đá tuyết sơn, và được Công Tiến hình thành trên một cái bể được đắp thủ công, với kích thước là 1 chiều 3 mét và 1 chiều 2 mét, cũng là một trong những ý tưởng rất là đột phá với những không gian nhỏ mà quý các anh chị không có điều kiện làm bể thủy sinh âm xuống sân, thì có thể chơi sẵn theo lối là hòn non bộ nằm trên bể chân quỳ như thế này. Vâng, tác phẩm này là một trong những tác phẩm không lớn, với chiều cao là 2,6 mét, nhưng thực sự là một tác phẩm cực kỳ trau chuốt về chất liệu. Sự đồng chất hài hòa giữa thân bệ tạo cho tác phẩm tuy nhỏ thôi nhưng thực sự rất rất cuốn hút. Vàng đá tuyết sơn là một trong những chất liệu được khai thác từ trong lòng đất, do thiên nhiên ban tặng cho con người. Sở dĩ có được tác phẩm nghệ thuật đẹp, trau chuốt, bắt mắt như thế này, phải đòi hỏi quá trình
hợp nhất tìm kiếm nguyên liệu cũng như hình dung hóa lắp ghép lên để tạo cho một tác phẩm hài hòa, bắt mắt, ly kỳ và ấn tượng. Quý các bạn chị yêu thích nghệ thuật đang mong muốn có cho mình một tiểu cảnh, một sân vườn, một hồ cá koi và một hòn non bộ đẹp, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ duyên được chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn thưa quý vị, và đây là xưởng sản xuất và quy trình để làm nên những tác phẩm nghệ thuật như quý vị chị vừa xem ở đầu video. Thực sự ra là một công việc đầy những gian truân, những vất vả, những khó nhọc để cho ra được những tác phẩm nghệ thuật cống hiến cho đời, cho quê hương, cho đất nước, cho quý các anh chị. Anh em phải lao động rất vất vả, rất cực nhọc, không đơn giản gì để có được cái đẹp. Thế nhưng cái đẹp thì cũng phải có sự kiên nhẫn, sự mày mò, sự sáng tạo, từ lý thuyết đến thực hành mới có thể cho ra được cái đẹp. Vâng, anh Bảo là một trong những nghệ nhân kỳ cựu của Công Tiến đang hình thành tác phẩm hòn non bộ với chất liệu đá tuyết sơn. Để cho ra được một sản phẩm đẹp thì các anh chị có thể cảm nhận thấy sự khó khăn, nhọc nhằn của các nghệ nhân. Và không quản ngại những khó khăn, những nhọc mệt, những gian truân, những rủi ro trong công việc, Công Tiến luôn chia sẻ, động viên anh em trong đội thi công, cũng như là vô cùng mong muốn quý các anh chị yêu thích nghệ thuật trên toàn quốc chia sẻ, tham gia, góp ý để cho Công Tiến có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, cũng như toàn bộ anh em trong đội, để trong tương lai Công Tiến có nhiều nghị lực, nhiều động lực làm ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn như thế này nữa, cống hiến cho quê hương, cho quý các anh chị. Quý vị và các bạn có nhu cầu được tư vấn thiết kế và thi công hòn non bộ, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý vị nhiều hơn. Vâng, và phía bên đây là những tác phẩm hòn non bộ với chất liệu đá tuyết sơn mini mà Công Tiến cũng đã vừa hình thành xong. Với những tác phẩm hòn non bộ mini này thì sẽ được thi công trên những chiếc bể đắp thủ công, với những các anh chị nào có không gian nhỏ, không có đủ diện tích cũng như điều kiện đào âm xuống làm bể thủy sinh thì có thể chơi sẵn luôn những tác phẩm mini này, nằm sẵn trên bể cũng có thể tạo cho mình một góc tiểu cảnh ấn tượng trong không gian sống. Bằng sự khác biệt của Công Tiến trong tư duy nối thiết kế cũng như là sự đột phá tạo ra một sự ấn tượng cuốn hút mà quý các anh chị đã được nhìn thực tế trên những video của Công Tiến, có thể thấy được rằng nghệ thuật phải đúng người, đúng trình độ, đúng thời điểm và đủ duyên thì cái đẹp mới có thể được hiện hữu. Vâng, và phía bên đây là những tác phẩm hòn non bộ với chất liệu đá lũa da voi. Vâng, cũng là những chất liệu đá tự nhiên, nhưng với chất liệu đá này thì sẽ rất rất phù hợp với những không gian của công sở, hoặc những khuôn viên thuộc những công trình cơ quan hoặc công xưởng hoặc là những công viên. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một trong những siêu phẩm mà Công Tiến muốn đi lại chi tiết để cho các anh chị cảm nhận thấy
một trong những tác phẩm thực sự là rất ấn tượng. Chất lượng, kể cả về khối lượng, chiều cao cũng như là chất đá, bằng sự bố trí sắp đặt, tác phẩm này chắc chắn sẽ làm cho quý các anh chị cảm thấy thực sự ngạc nhiên về một tư duy thiết kế để tạo lên được một sự ấn tượng trong nghệ thuật chơi tiểu cảnh non bộ. Một lần nữa, nhân tạo, Công Tiến đã cho thành thiên tạo, cảm tưởng như thiên nhiên thu nhỏ trong tác phẩm nghệ thuật này. Và phía bên trong đây là một cái hang động đủ để chúng ta có thể trèo lên và đứng chụp ảnh. Tác phẩm này của Công Tiến là chất liệu đá hộp, hộp đen, với chiều cao là 5,5 m. Trọng lượng của tác phẩm đen này là khoảng 30 tấn. Một trong những siêu sản phẩm kiệt tác. Vâng, tiếp tục thì bên đây cũng là một tác phẩm hòn non bộ với chất liệu đá tuyết sơn, nhưng được hình thành theo khối trụ vuông. Tùy theo những không gian của quý vị cũng như tuổi mệnh của gia chủ đến với Công Tiến, chắc chắn quý vị sẽ được chia sẻ một cách chuyên sâu về phong thủy ứng dụng, và đương nhiên sẽ thừa cho quý các anh chị những tác phẩm ưng ý nhất, tỷ lệ nhất, hài hòa nhất, hợp phong thủy nhất, cũng như là hợp với túi tiền nhất. Quý các anh chị yêu thích nghệ thuật, có nhu cầu, xin được liên hệ theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ duyên được tư vấn cho quý vị.